hồi chơi đi giao lưu mấy bạn này cũng kia đây. Đây là quận 12, quận 12 Gò Vấp, Bình Thạnh. Ở bao quận luôn. Thầy ơi con ở trên Tinh Ninh xuống đây mà thầy không Tinh Ninh này nè, đi rồi mà chạy rồi đâu đi đâu giờ. Ở Bình Tân thêm quận nữa. Rồi, 6 quận, 7 quận rồi. Ở Tinh Ninh ở 12 thầy. Vậy là chọn nửa quận này, nửa quận kia. Không, nửa tỉnh này, nửa quận kia. Ờ sao kỳ khó khó. Vậy là người ta như ngôn ngữ thì mình có thể là ở nhiều chỗ. Có nghĩa là quê gốc mà người dân tại Tây Ninh, còn mình mua nhà hay là mình ở là ở hậu khẩu là quận 12. Có nghĩa là quê hương, còn mình là nơi ở là nhà của mình. Giống như thầy giờ Việt Nam đi, thầy là quốc tịch Việt Nam, nhưng mà hoặc là kêu bằng gốc Việt Nam mà người Campuchia là sở tại của nước mình. Bệnh sao chị về thầy chơi Khmer giỏi lắm ha, thì nói nó giỏi lắm ha. Thì cái gì cũng giỏi mà thầy bà tại làm thầy bà mà ngu hơn làm sao làm thầy bà, đúng không? Xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Nói mình đi chùa là nói tiếng Khmer thì nói sao thầy? Quá, quá thầy. Nhưng mà tao vừa, tao vừa không có quá, quá là chùa. Quá là chùa. Quý ông quát, quá, quá là chùa. Khi mà quát quát anh co, quát anh co đó, quát co đó. Quát rum, kêu mình quát ví dụ như quát cà keo. Còn cái tên mình ví dụ như chùa hay là chùa Phước Tự, quát Phước Khánh Tự. Còn tiếng Anh đặt bậc cô đa. Cầu xin cho thầy lên được cái chùa. Thầy cầu xin gì? Tiền tới tay. Thầy nói tình không bằng tiền. Mà tiền không có tình thì tiền ra đi. Thầy ơi. Thầy nãy giờ nói hết rồi quay hoài. Quay gì sao cảnh lặp đi lặp lại. Bởi vì quay phim trước hơn cái người nói. Đừng quay cho quay dựng cảnh mà nó hoài. Người ta nói hay nhất mà không khâu. Khi ta không nói cái quay. Hay ngồi im cái quay. Quay vô cái lát lòng tiếng vô mình nói. Mấy đứa này nó ghê lắm á. Ghê lắm. Nó lựa khúc nào mình không nói nó nói. Hay quá à, thầy nó hay quá. Lúc mình nói vui giống, giống như là dựng phim phải có lòng tiếng đạo diễn vô đó nữa chứ nó mới hay đó, đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà đừng thấy quá nó không được hay. Nó thầy ơi, thầy tụng chú đại bi cho bằng tiếng Bali cho Phật tử nghe được không? Không, chú đại bi không có kinh Phật, không có, đó là kinh Bồ Tát thôi, kinh riêng. Giống như mốt thầy là kinh Thích Tâm Phúc. Đây là kinh riêng. Thầy cho con xin tấm ảnh lưu niệm cho thầy được không? Được, đứng chụp chánh điện hay chụp đầu. Đầu đây nè, thấy hiện chùa luôn nè. Con cáo nè. Chị mới nói là lâu lâu đi chùa. Chừng nào thầy để thì đi lên, người ta tặng thầy để thì đi lên cho sư cô có xem thầy. Có một cái nhưng mà có cái không phải là hợp hàng. Tại vì nó hàng thì thầy làm cái lòng. Biết cầm chân. Thấy sư cô coi sư cô coi cái tivi này á. Ngồi chơi đi anh. Ngồi chơi cho vui nè, nấu chơi chụp anh chụp em cho em với thầy tắm. Chút nữa chút anh chờ cho em. Thì nước chị lấy không gần đó, đừng có lấy xa. Không nhớ nữa. Đổ bị cận mà. Không nhớ nó nhỏ thôi, lấy cái khác đi. Đưa đây, đưa đây. Ờ, bấm đi. Chuyện tự hết á. Cái này mà theo như mấy cái vị bên chức sắc giáo hội, như bây giờ con sẽ hỏi rằng là có thể ngày xưa Đức Phật đi thì tu có ai cấp phép không nhỉ? Đúng rồi, tự mình xuất gia, tự mình thành đạo, tự mình tất cả hết, nghĩa là tự nguyện, không có ai cấp. Đã vô rừng tu rồi, mưa gió bão bùng
rồi chậm giấy tờ cho ước, mà không có giấy tờ là buông bỏ đời, đời không có giấy tờ mà đạo giấy tờ làm gì. Đúng rồi đó, mình lập ra để mình chống đói, mình chống phá, hoặc mình ra đây ép người ta phải vô tổ chức mình. Đúng rồi, bây giờ không giáo hội ngon á, làm sao giáo hội cấp giấy phép không cần nhà nước, mà họ có nhà nước không cần giáo hội chi vậy. Giờ hỏi qua giáo hội ký cũng qua nhà nước, đang nghĩ gần chết chưa chịu làm gì đó, tốn tiền còn 3-4 chỗ nè. Giờ cái tự nhiên cái ban công giáo, mặt trận, giáo hội, rồi sở xây dựng, rồi sở văn hóa, rồi ba quỹ ban quận huyện, thầy nói giờ vô 8 trên bộ, tiền đâu chạy. Người dân có 2 bộ thôi còn chịu không nổi nè. Thứ nhất qua quỹ ban mình đồng ý, xong cái qua bên sở xây dựng, nội hai cái đó người ta còn chịu không nổi. Mình này 8 bộ tiền đâu trả, có bộ nào mà ký không không? Thầy nói giờ ông tuyên bố coi cái bộ nào mà lên mà không cho tiền, mà không có tiền vẫn ký. Chứng minh nhân dân kìa, lên photo một cái cũng lấy 5.000, cứ mấy tờ 10 tờ 50.000, ký một cái giấy đóng con mộc vô 5.000 tờ, ở 50 10 tờ có 50.000, ai cho không? Không có giấy gì mà cho không. Còn bây giờ bân khoát mà chút trích lục là mấy trăm, 200 300, không ai cho không. Mấy tờ nhận lên họ thầy của trích lục lại 3 tờ 5 tờ là cứ nhân lên 200, 5 tờ là anh chị. Thầy yên tâm đi, trong năm nay sẽ có một vị mạnh thường quân đến đây dựng hai cái chùa này thầy để phục sự bá tánh. Trong năm nay thôi. Coi clip người ta có cái người nào mà nói bây giờ con muốn cúng cho thầy xe mà kêu thầy ăn mặn không? 1 tỷ thôi muốn ăn. 100 tỷ muốn ăn, tự nhiên người ta ra ăn xong người ta ăn mặn, kêu ăn chay vậy bây giờ ăn chay kêu ăn mặn đi. Ăn mặn đi thầy cho 100 triệu. Rảnh xuống nha, có ai vận động đi làm trưởng ban từ thiện 2 tỷ rồi. Cũng đi xuống đây nha. Chị ở gần đây là hỗ trợ thầy nhé. Ở đây. Lúc em xa quá, nhiều lúc. Thì rảnh được con xuống. Trời trời, cảm ơn nha. Về trước nha. Dạ. Thoải mái ăn, ngồi ăn bánh uống trà. Thầy kìa, ngủ luôn có đừng lo nước kìa. Bánh trà hồng dưa không thiếu đâu. Bánh trà hồng dưa. Anh nên quay những cái này. Thêm giúp con bạn nhiều không? Rồi ok nhớ nha. Nói mà không nhớ là hôm nay đến ở chỗ cái chùa này thì thấy cái tủ là trưng bày rất nhiều những cái bằng khen rồi các cái thư đóng góp. Mời quý vị đi thấy nhá. Tớ chỉ là cái khách hành hương đến đây thôi. Đấy. Từ Bộ Ngoại giao, rồi tất cả các cái nước đều chứng nhận các cái việc làm từ thiện của thầy ở trong và ngoài nước rất nhiều. Có một số cái vị nào mà cứ nói là đây là giấy giả, thì nếu mà giả thì bên chính quyền người ta đến hốt thầy rồi, còn đâu để trưng bày cái này nữa, mà thầy trưng bày công khai nhé, trưng bày công khai rất nhiều. Đấy, anh giúp tôi không, giúp tôi có thể quay hết tất cả các bạn đấy. Đây này, đấy. Đó, cái này xanh, cái xù xanh đó, chưa có sọc rác luôn. Đấy, đấy, huân chương, huy chương rồi tất cả đã được thầy bày công, bày biện ra công khai hết. Chứ không phải là đúng là nó đúng. Tổng thống anh. Tổng thống Trump á. Từ sáp. Cái đó từ sáp. Hãy cứ quay lên cho cả xã hội thấy. Không xưng mình là Phật tử đâu, bởi vì xưng Phật tử thì mình kiêu ngạo, xưng mình đạo Phật thì sinh ra bẻ phái. Con chỉ là người theo Phật thôi, và con thấy những việc thầy làm là những việc mang lại lợi ích cho bá tánh. Thầy không làm hại ai. Còn những ai mà chê bai thầy, bây giờ thử hỏi quý vị có đủ bản lĩnh cạo trọc đầu mặc chiếc áo này vào đi dọc đường không? Không, quý vị không đủ bản lĩnh. Tu tụng kinh đi. Đúng rồi. Quý vị làm được tụng kinh không? Tụng kinh thôi, ngàn trời thời thôi cũng được. Trong kinh Phật, Đức Phật nói tất thảy chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc của nhau. Quý vị đi chùa lấy Phật tụng kinh đại bi, chúng là có nghĩa là nguyện yêu tất thảy chúng sinh muôn loài. Nhưng một vị này khoác áo cà sa, quý vị không yêu nổi, yêu vì ai? Đức Chúa dạy. Còn hôm trước nhỉ, con thấy có một cái video có một cái bạn nào ở bên gọi là
xưng danh là theo về đạo Chúa đến ngoài cổng á. Và bạn đó là một trong rất nhiều người đang mang những cái tư tưởng đấy. Thì xin hỏi ngược lại, Đức Chúa dạy các bạn rằng tất thảy chúng ta đều là anh em của nhau. Anh em thì phải thương nhau, đùm bọc, giúp đỡ nhau. Ủa thế vị này đã hại gì quý vị không nhỉ? Không. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ đặt những câu hỏi ngược lại như vậy. Xin mong quý vị rằng là nếu tương trợ giúp đỡ được để cho họ tu hành, đó là một phước báo, chứ không phải là đi moi móc và đi mắng nhiếc lẫn nhau. Nói những vị bức xúc thì tự tạo nghiệp thôi. Bởi vì thế này, xin hỏi thầy là có chưa biết pháp danh thầy Tâm Phúc, thầy Tâm Phúc có hàm hại gì quý vị không? Đấy, đã làm hại gì miếng cơm manh áo của quý vị chưa? Đấy, chúng ta sẽ hỏi ngược lại câu ấy. Và đời sống của thầy Thích Tâm Phúc ở đây có làm hại gì bá tánh ở xung quanh này không? Không có. Đấy, thầy có lừa gạt ai không? Không. Thầy có ăn cướp không? Không. Tất cả mọi thứ là không. Mà đó là chỉ vì một cái biển này chưa ai cung cấp cấp cái giấy phép cho thầy. Chưa ai cấp phép cho thầy gọi là cái chùa, gọi là cái chùa. Và cái giấy chứng nhận chưa ai viết cho cái thầy, cái giấy của thầy là chứng nhận thầy là người xuất gia. Có thế thì nếu mà quý vị mà nghĩ vậy thì quý vị đang phỉ báng về Đức Phật Thích Ca luôn. Tại vì Đức Phật Thích Ca đâu có giấy chứng nhận đó đâu. Đức Phật A Di Đà chả có giấy đó. Đúng rồi. Chả có Bồ Tát hay một vị nào là tu hành mà thành có cái giấy đó cả. Thì các quý vị đưa cái giấy đó để vào để làm gì? Ha? À, đấy, nó phải tu đâu có cái đó là ma giả Phật hay là Phật giả ma thì tự quý vị sẽ hiểu. Còn không muốn giáo nói về các cái vị khác. Nhưng mà có một cái vị nào đó mà đang kể ơn ân nhân gọi là 15 năm trước tu mang thầy. Thì thật sự là cũng hơi buồn một chút xíu, con cũng hơi buồn. Tại vì cũng là người, họ là người thuyết pháp này nọ nhưng mà lại giống những người mang thâm thù đại hận. 15 năm trời những việc sai nhỏ của thầy mà họ vẫn còn nhớ, còn kể vanh vách. Thì con nói là quý vị Phật tử, ai theo Phật thì đến đây hỗ trợ, gần đây hỗ trợ với thầy đi. Trước tiên là chúng ta đến đây để lễ Phật này, xây dựng lên một cái thời kỳ về sau để giúp bá tánh ở đây. Đó là cái việc nên làm, thay vì chúng ta ngồi phán xét rồi chúng ta chê bai. Ủa, ăn thịt chó thì quý vị xem cái gì nhỉ? Tế Điện Hòa Thượng quý vị xem chưa nhỉ? Ăn thịt chó đấy. Thì cho nên là đừng có nghĩ mình ăn được vài cái cọng rau rồi nghĩ mình là cao siêu. Cũng đừng bao giờ nghĩ mình gọi là đọc được vài câu kinh nghĩ mình là đạo Phật, đạo Chúa, vân vân. Mà việc quý vị làm ở đây, chính sư Tổ Đạt Ma cũng đã nói, vào thời mạt pháp, người nói lý thì nhiều, nói đùa kiểu, nói hay lắm, nhưng người thực hành pháp thì không có, rất hiếm. Nói thì bây giờ công nghệ đầy, như vậy live stream phát trực tiếp thế này có nghĩa là hàng vạn người xem rồi. Thì bây giờ in ấn thì nhiều, sách văn hóa tiếp xúc thì nhiều, có cơ hội để người ta biết được ngôn ngữ người ta nói, nhưng mà làm được hay không đó là chuyện vô cùng khó. Khó lắm thầy. Bây giờ lên chùa hàng vạn người tụng kinh Đại Bi đấy, nhưng mấy ai hiểu được trong kinh Đại Bi ghi gì, và hiểu được rồi mấy ai làm được. Quý vị bây giờ, ví dụ bây giờ con nói con lấy một cái danh nghĩa gọi là người bình thường, cho nên không dám dưng sanh Phật tử, dạy gì dưng danh, tốn không kịp. Thì bây giờ hướng dẫn cho chúng ta đi theo con đường Phật pháp, yêu thương người, không được chê bai người, nhưng quay lại là lại chê bai thầy, phỉ báng rồi khen đạo của mình, chê đạo của người, khen việc mình làm chê việc của người. Thì quý vị đang làm sai với chính ngay những lời quý vị đó dạy rồi. Cho nên là con mong thầy hôm nay con hoan hỷ có nhân duyên. Cũng cảm ơn tất cả các cái bạn kênh YouTube đã có nhân duyên mà tạo tác lên, dù ít dù nhiều trong nghiệp tốt nghiệp xấu nó đều lẫn lộn lẫn nhau. Thì nó cũng là tạo cho thầy đó cái nhân duyên với rất 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 nhiều người. Và trong đó có rất nhiều quý vị người ta sẽ nghe những cái lời chân thật của thầy. Cái lỗi của thầy có lẽ là thầy nói nó tẹt bóng heo nhiều quá. Nó thật. Thầy nói cái ruột gan này tu là nói thật hà mà. Vâng. Tu để giả dối hay là giấu cái thật. Thầy nói cái giả. Quá. Thầy không giống như người ta trau chuốt lời ngôn ngữ để mà lấy lòng bá tánh. Thầy nói thật quá. Cho nên là từ đó là chướng tai,
lời thật thì người ta khó nghe. Đấy, Phật thật người ta khó gặp. Đấy. Thì con mong thầy việc gì thầy làm thầy cứ làm. Thầy ủng hộ Phật, ủng hộ Phật, ủng hộ chúng sinh ba tánh và làm được phước thiện, đó là điều rất hoan hỷ. Đấy. Còn chúng sinh thì bây giờ người ta cũng khổ nhiều. Thì nhiều lúc được ba lời an ủi thì người ta tưởng đó là Phật. Nhưng không, người ta quên mặc rằng đây là thời mạt pháp rồi. Cho nên là cái giả nó lẫn lộn nhiều lắm. Con thì con tôn kính thầy có hai điểm. Để cho con lặn lỗi đường xa đến đây. Đây, để đảnh lễ thầy. Thứ nhất, thầy lập lên cái này đây 34 năm rồi. Cực khổ. Thầy hơn vô số người. Vô số người ngoài đời đang còn chìm đắm trong ái tình dục lạc, đang tham đắm danh hoa phú quý, đang danh lợi. Và thậm chí có những vị khoác chiếc áo này màu này rồi, nhưng mà tâm danh lợi của họ đầy rẫy, họ chỉ nói đầu miệng thôi, họ không làm được đâu. Họ nói rất hay, họ lấp liếm rất giỏi, nhưng mà họ lại không làm được. Còn ở đây thầy làm được, thì con tôn kính thầy. Thứ hai nữa là có nghĩa là qua những hình ảnh video clip thì con cũng đến muốn đây, con thì không có nhiều ủng hộ thầy những cái gì được. Rồi sẽ mong sau này sẽ có một vị nào đó hỗ trợ thầy dựng lên cho nó khang trang hơn để phục vụ bá tánh thôi, chứ chết đi đâu có ăn cái gì đâu. Quá hay rồi nhá, có mấy quá đẹp. Dạ, thì trăm người như vậy thầy cũng đỡ lắm rồi. Người nào tới cũng có một cái lời nói để góp ý nhau, để xây dựng một cái nền giáo dục, xây dựng một cái kiến trúc. Từ nay thầy hoan hỉ một điều thế này nè. Sau những tất cả những bão tố cuộc đời, đi qua cuộc đời, trong những ngày qua mà những người đứng lên đây là những người đến với thầy bằng tâm thanh tịnh. Đúng rồi. Thầy nhớ nhá, người ta không chọn những cái hào hoa, hào nhoáng phía ngoài, người ta đến với sự tình yêu thương bằng tâm thật. Đó, chứ không phải người ta đến theo kiểu phong trào như vậy đâu. Đúng rồi. Thầy cũng ước mơ như vậy, nguyện vọng của xã hội và chính thầy và bao nhiêu người khác đang ước nguyện cho làm sao cho hưng thịnh, đạo Phật được phát triển, chùa chiền được càng ngày càng, có nghĩa là ngưỡng mộ tâm linh và hướng về bồ đề kiên cố, cái tu chân chánh và tìm về chánh pháp, chứ không phải tìm về cái chùa to hoặc lớn, không phải tìm gì thầy này thầy kia, mà đến tu là cho bản thân mình và tìm một thầy để học đạo, chứ không phải là tìm ông thầy đó là phải cao siêu gì cả, chỉ thầy biết hướng dẫn mình là tu cho chính mình, chứ không phải tìm ông thầy đắc đạo, không đắc đạo không có giá trị gì, mà tìm một ông thầy để hướng dẫn cho mình biết cách tu là đủ. Còn tu chứng quả hay thành công hay không là do bản thân mình.